đoán bóng đá World Cup 2022 trận Iran vs Mỹ với mèo tiên tri. Nhà tiên tri, động vật mèo Cax đã đưa ra dự đoán bóng đá bảng B World Cup 2022 trận Iran vs Mỹ lúc 2 giờ ngày 30 tháng 11. Hai đại diện đến từ châu Á và châu Mỹ sẽ đối đầu với nhau trong khuôn khổ bảng B lượt đấu cuối cùng tại FIFA World Cup 2022. Iran đã có chiến thắng vô cùng quan trọng trước đội tuyển xứ Wales sau khi thua thảm 2-6 trước đội tuyển Anh ở trận đầu ra quân. Trận thắng mở ra cơ hội lớn để lần đầu tiên đại diện đến từ châu Á Iran có thể góp mặt tại vòng đấu loại trực tiếp. Iran chỉ cần một trận hòa thì cơ hội đi tiếp gần như là chắc chắn. Đội tuyển Mỹ đang đứng ở vị trí thứ 3 với 2 điểm sau 2 trận hòa trước đội tuyển Anh và đội tuyển xứ Wales. Tuy nhiên, lối chơi của Mỹ khiến người hâm mộ và giới chuyên gia bất ngờ. Các cầu thủ Mỹ hiểu rằng họ buộc phải thắng mới có thể vượt mặt chính đối thủ Iran để có tấm vé vào vòng 1/8. Ở lượt trận cuối bảng B, Pulisic và các đồng đội vẫn nắm trong tay quyền tự quyết tấm vé vào vòng đấu loại trực tiếp nếu đánh bại Iran. Iran cũng nỗ lực chiến đấu để làm nên lịch sử. Chắc chắn, đây sẽ là màn so tài đầy quyết tâm của các cầu thủ ở cả hai đội bóng. Vào lúc 2 giờ, ngày 30 tháng 11, đội tuyển Iran sẽ gặp đội tuyển Mỹ trong khuôn khổ bảng B World Cup 2022 đang diễn ra tại Qatar. Những nhà tiên tri, động vật như mèo Cats, thần rùa, chim vẹt, đại bàng Romeo đã đưa ra nhiều dự đoán thú vị tại World Cup 2022. Trước trận đấu Iran vs Mỹ, nhà tiên tri động vật là mèo Cats trổ tài dự đoán bóng đá với chiến thắng nghiêng về đội tuyển Iran. Mèo tiên tri Cats từng dự đoán chính xác nhiều trận đấu tại các giải đấu lớn như Euro 2016, World Cup 2018. Bảng B World Cup 2022 gồm Anh, Mỹ, Iran, xứ Wales. Đội hình dự kiến của hai đội tuyển trong trận đấu giữa Iran vs Mỹ diễn ra lúc 2 giờ ngày 30 tháng 11. Theo thông tin bên lề phía dưới, nhiều người dự đoán tỷ số Iran vs Mỹ là 2-1. 5/6 trận đấu gần đây của Iran đều có không quá 2 bàn thắng. Iran thắng 3/5 trận gần đây, 5 trận liên tiếp gần đây của Mỹ đều có không quá 2 bàn thắng. Đây là lần thứ 2 Iran vs Mỹ gặp nhau tại World Cup kể từ lần đầu tại France 1998.